Rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chế một cái đầu micro từ thường thành một cái đầu micro từ neo. Hát cực kỳ hay, âm thanh rất là chuẩn. Đây các bạn, đây là cái đầu micro từ thường. Nó đi theo cái micro này thì giá trị của nó không cao, nhưng mà khi mình làm lại thì giá trị nó cực kỳ cao. Đây là micro từ thường này các bạn. Đây cái đầu từ thường. Đó. Đây là cái đầu của nó. Quan trọng nhất là cái đầu này các bạn. Hay hay dở là do cái đầu này. Đây mình đã chế thành công một cái rồi, mình mới chia sẻ cho các bạn. Đây là mình đã chế thành công. Mà các bạn biết, khi mà mình đã chế thành công được một cái đầu mi như thế này thì mình tốn rất là nhiều công sức rồi đó các bạn. Đó. Mình sẽ mua những cái như thế này, những cái đầu như thế này từ 3-40 ngàn, 50 ngàn cho tới 200-300 ngàn. Rất là nhiều cái, 5-7 cái về mình cưa, mình phá ra, mình xem bên trong nó như thế nào để mình nghiên cứu, mình tìm tòi học hỏi. Và hôm nay cuối cùng mình đã phát hiện được một cái bí kíp của nó. Đó. Và mình sẽ làm thành công được một cái đầu mi như thế này, hát cực kỳ hay. Cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Vì vậy các bạn nếu mà có yêu thích về cái lĩnh vực này thì xin các bạn hãy xem hết video đó, để các bạn trải nghiệm tốt. Các bạn xem hết video để các bạn làm được. Thật sự là mình nói để coi, để các bạn coi mình nói như vậy là mình có nói xạo không, nó có nói khoác không, hay là đó là sự thật. Thì các bạn cứ trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy rõ là nó sẽ hay như thế nào. Các bạn phải làm đúng y như mình chia sẻ nha các bạn. Tại vì ở đây mình làm hoàn toàn là có, hoàn toàn là theo kỹ sư đó, hoàn toàn là theo kỹ sư, hoàn toàn có thể tin tưởng được, chứ không phải mình muốn làm là làm đó các bạn. Thì như các bạn nào cũng đã biết về cái loa, các bạn nào biết về vấn đề loa, vấn đề điện thì các bạn biết cái loại loa từ kép đó, của Sony, của là Onkyo, của Đờ Nông rồi đó. Thì các bạn biết là khi một cái loa người ta đã sản xuất ra xong, nhưng mà ta gắn thêm một cái từ kép nữa để nó tăng cái từ trường lên, để cho cái loa nó được hoạt động tốt hơn, nó lực hơn, nó bát mạnh hơn, âm thanh nó sắc sảo hơn. Đó là loa từ kép. Thì cái loa từ kép giống như là cái đầu micro từ kép thôi. Thì bây giờ mình độ thêm 500 thì nó giống như cái loa. Tại vì hai thằng này, thằng đầu micro này với cái loa nó giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ khác biệt một cái là thằng loa thì nó phát ra tín hiệu, còn thằng này thì thu tín hiệu. Còn hoàn toàn cái nguyên lý hoạt động của nó là từ trường này kia nọ, cái màn rung này, tất cả đây nó đều giống nhau các bạn. Cho nên hoàn toàn mình có thể là tin tưởng vào chuyện làm của mình. Và mình đã làm thành công. Thì bây giờ mình sẽ làm trực tiếp cho các bạn xem. Đây là những cái đầu mi này mà mình lúc mà mình chưa làm nè các bạn. Đây mình mua về nè. Giá nó rất rẻ. Nhưng mà các bạn thấy nhìn độ sắc sảo nó cũng rất là sắc sảo, cũng rất là đẹp. Nhưng mà âm thanh thì hát được thôi chứ không hay. Bây giờ mình muốn hay là mình phải độ chế nó lại. Thì mình mua rất nhiều thế này. Mình mua có loại tới mấy trăm ngàn các bạn. Đây là cái đây là của cái mấy trăm ngàn. Nó làm bằng từ neo các bạn thấy không? Nhưng mà từ neo của nó rất là nhỏ. Đây cái bộ phận nó chỉ có nhiêu với cái màn rung ở trên nữa là nó thành một cái micro đó. Rồi nó gắn mũ rồi vô, nó đổ mũ rồi vô. Mình thấy nó hoành tráng. Nhưng thật sự nó có nhiêu đây thôi các bạn. Nó có cái này với cái màn rung ở trên thôi. Màn rung của cuộn dây điện thôi. Đây là từ neo nè các bạn. Nhưng mà từ neo này nó làm quá nhỏ. Bởi vì nó có 100 mấy, 200 ngàn. Nó 200 mấy chục ngàn. Bữa hổm mình mua 200 mấy chục ngàn. À. Còn cái này là từ thường, không được từ neo luôn. Để mình cho các bạn coi luôn. Đây là từ thường của anh. Đây các bạn. Đây mình đã cưa mình phá ra nè các bạn. Đây là từ thường nè các bạn. Đây nó như thế này. Khi mình cưa xong là ở dưới đít nó như vậy. Để mình đổ cho các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Nè bên trong nó có cuộn dây đồng đỏ đỏ đó các bạn thấy không? Đó, đó cuộn dây đồng đỏ đỏ. Ở đây nó có một cái khe từ. Thì nó y như một cái loa thôi. Đây nó đúc cái khảm như thế này. Đó. Nhưng mà ở đây nó đổ mũ. Nó đổ mũ để nó kìm, nó định tâm lại cho nó đúng tâm của nó. Khi mà mình cưa thì các bạn không nên cưa sát thế này. Này lúc đầu mình không biết mình cưa sát mà. Nó bị hư nè. Đó mình cưa mình chừa nó một miếng nhựa mỏng gì. Tại vì nó đổ nhựa để nó kèm lại, cho nên mình cưa là phải chừa là một miếng nhựa mỏng nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành là mình hướng dẫn cho các bạn cưa. Mình sẽ tháo cái dòng này ra đi. Đây. Rồi mình sẽ cưa ở đâu? Đây các bạn cưa tại chỗ này.
thấy không? Các bạn chưa cưa, cưa ngay chỗ thằng xám xám nè, đó, thấy không? Không có được rõ này, dưới phức ánh đèn không được rõ lắm. Rồi thì các bạn cưa ngay đó, cưa ra xong thì ở trong này nó rỗng tóc, nó không có gì trong hết. À, rõ đó các bạn. Đây bây giờ mình cưa ở đâu đây các bạn? Đây. Mình cưa bỏ cái phần đen này ra, mình lấy cái phần xám này, lấy từ cái phần xám này đảo ra cái đầu nó. Đó, nhớ chưa, là đây là có hai cọng dây điện, các bạn thấy có hai cọng điện nhỏ để nó xuống, nó chạy ra đây. Đó. Thì mình không có được cưa ngang đây, nó đứt dây điện là cái dưới đây là bỏ đó. Dấu chì này các bạn thấy vậy nhưng mà chấm rất là khó, nó rất là nhỏ. Cho nên các bạn bên đây cưa qua, lật xuống bên đây cưa qua. Đó, thì chút mình cưa rồi mình cho các bạn xem, đó cưa qua. Còn dây điện này mình chấm, mình nhả hay dấu chì ra, hay mình lấy kìm mình cắt nó ra đi. Mình không cần cái mạch này nữa. Cái mạch này là để làm cầu nối thôi chứ nó không có gì quan trọng hết. Khi mình cưa ra xong thì hai mối điện này mình sẽ nối vô dưới, là mình hàn vô dưới hai cái điện ở trong cái micro đó các bạn. Nè, nó có hai mối điện thế này. Thì mình hàn nó trở lại thôi. Đó, các bạn thấy nó có mối điện này thấy không? Nè, thì hai cọng điện đó mình sẽ nối với hai cọng điện này. Thì ok thôi. Rồi giờ mình cưa nha. Ở đây khi mình cưa xong thì mình được như thế này các bạn. Đây. Đó, phía bên đây là phía bên dây điện nè. Mình chừa nó lại một tí vậy. Mình cưa đứt luôn, nó đứt luôn hai cái cọng dây điện này, mắc công hàng nấu nữa đó. Mà hàng là nó không mắc, nó dở lắm các bạn. Rồi bây giờ thì mình bẻ ra. Đây các bạn bẻ ra. Bẻ mạnh nó ra. Đó, để mình giữ cọng dây điện nó lại. Đây mình giữ chỗ cọng dây điện lại nè. Các bạn thấy hoàn toàn trống lỏng không? Ở trong đây nó bỗng hóc không có gì hết. Còn mấy cái đầu trước, cái đầu mà loại 100 mấy 200 á, thì nó ở trong này nó bỏ sắt trong này các bạn, nó bỏ mấy cái miếng lông đền, nó làm một sắp lông đền dày vậy nè, nó để vô trong đây để cho cầm cái đầu mi cho nó nặng nặng để nó bán cho tăng giá tiền lên, chứ thực tế là ở bên trong nó cũng như vậy thôi, nó không có gì đặc biệt hết. Đó. Thì chung quy lại là cái đầu micro, cái đầu mi á, cái đầu mic thì nó chỉ có bao nhiêu đây thôi các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ độ 500, chút nữa mình sẽ độ 500 cho các bạn xem rồi mình test thử. Lúc độ 500 vô nó hát như thế nào, lúc mình lấy 500 ra thì nó sẽ như thế nào. Trực tiếp cho các bạn xem, chứ không phải mình nói không, nói suông cho các bạn đâu. Rồi, bây giờ để mình lấy cọng dây điện ra. Lấy từ từ, lấy cái này thì nó hơi lâu, để mình từ từ mình lấy ra nha các bạn. Đó, rồi bây giờ lấy ra xong rồi các bạn thấy không, nó cũng rất là khó chứ phải là dễ thôi không các bạn. Đó, bạn nhìn như vậy hình dung được không? Khi mà mình cưa đứt nó ra như thế này, đây cưa đứt như thế này, nhưng mà nó còn dính cái phần đen này, cho nên mình phải cưa, nãy mình cưa ngang vậy, bây giờ phải cưa xuôi về đường để mình banh nó ra, banh nó ra thế này, đây nè, đó, thì cái phần xám này nó dính vô là nó nguyên khối nó về, cái đen này nó mới ốp vô, nè nó mới đổ keo, nó mới dán vô về, nó đổ keo vô, cho nên là mình phải lột cái thằng đen này ra, mình phải cưa xuôi nó đường, mình lột cái thằng đen này ra, thì nó mới lòi hai mối dây điện, mình mới lấy hai mối dây điện ra được các bạn. Tại vì điện nó ép vô đây nè. Nó rất khó là khó cái phản sợi dây điện, nó quan trọng nhất là hai cái sợi dây điện đó. Khi mà hai sợi dây điện này là nó đứt là thua đó các bạn. Nó cực kỳ nhỏ luôn. Đây nó hàng rồi hai cộng dây điện, hai cái dâu ở trên này nó xuống. Nhỏ xíu à. Rồi như vậy các bạn muốn an toàn thì các bạn nhiễu cho nó keo nến mình á, các bạn nhiễu tại đây các bạn đè nó xuống để nó giữ hai cộng dây điện này không có nhúc nhích nó lúc lắc là nó sẽ gãy chỗ này. Mắc công mình hàng chỗ này, nó hàng rất là khó hàng, nó nhỏ lắm các bạn. Thấy vậy chứ nó nhỏ lắm. Rồi thì vậy là đơn giản để mình nhiễu cái rằng keo nến vô cho nó giữ cứng lại xong là mình sẽ độ 500 cho các bạn xem. Đây là 500 các bạn. Đây là 500 neo. 500 này nếu mà các bạn kiếm thì rất là dễ, nếu các bạn có điều kiện thì kiếm rất là dễ. Ở trong cái mấy cái dàn xe đạp điện đó các bạn. Đó. Nói chung là mấy ở trong mấy cái đồ mà motor á, motor ba pha là nó đều có hết những cái từ neo này, nhất là ở trong xe đạp điện thì nó có được 40 mấy cục như vậy, 48 cục như vậy, hay là trong xe cân bằng nó cũng có nữa. Các bạn kiếm là mua cái mấy chục ngàn bạc thôi về lấy ra được 40-50 cục, đó là các bạn có điều kiện kiếm thì nó dễ. Còn nếu các bạn không có điều kiện kiếm, các bạn mua thiện cục gì khoảng 5 ngàn, các bạn mua khoảng 10 cục mua trên mạng đó các bạn.
bạn mua khoảng 10 cục là đủ. Ở đây tại mình dư thì mình gắn như thế này các bạn, gắn cho nó nhiều nhiều chút thì nó càng, đây mình gắn vô như thế này thôi đó, các bạn thấy nó hít vô không? Ở trong đây là nó có cái phần 500 ở trong đây rồi, 500 cụ bản thân của nó, 500 từ thường của nó rất là yếu, cho nên mình phải đó, mình phải để thêm như thế này. Khi mà các bạn để thêm như thế này thì cái tiếng nó, tự nhiên là nó sẽ mạnh lên liền, nó sẽ hút các bạn, nói chung là sẽ thấy thay đổi rõ ràng, cực kỳ hay luôn các bạn. Nè, nhưng mình cũng nói các bạn cái nữa các bạn, bởi các bạn phải xem hết video thì các bạn mới làm được. Không phải cái 500 như thế này, cái lốc 500 thì mình để theo chiều nào có chiều các bạn, bắc theo bắc, nam theo nam, là quay một chiều một như thế này. Đó, là các bạn để nó hít như vậy thì hít như vậy, còn các bạn để cái chiều đẩy thì nó đẩy ra, nó đẩy ra, các bạn để vô đâu được, thì các bạn phải để theo chiều hít thế này nha các bạn. Còn khi ngược lại các bạn để vô trong cái đầu mic này, mình đổ nó vô đây thì mình để vô mà mình nghe mà cái hơi nó đẩy ra hơi nhẹ nhẹ là bề đó là đúng chiều nó đó. Còn cái bề nào mà nó hít vô mạnh quá là không đúng chiều, là mình để vô là nó sẽ bị bão hòa từ, là cái tiếng nó sẽ nhỏ hơn là lúc mình chưa độ chế nữa. Nó tiếng nó còn nhỏ hơn lúc mình chưa độ chế như thế này nữa, mà đúng chiều nó mới được. Tức là cái chiều là các bạn để như thế này, các bạn để hai cái gần gần vô mà các bạn có nghe cảm giác nó hơi đẩy nhẹ nhẹ ra, nó hơi đẩy nhẹ nhẹ ra là các bạn để vô là đúng. Còn các bạn mà nghe mà nó gỉ gỉ cái tay các bạn, nó mạnh vô mà vậy, các bạn để vô là sai nghe, không đúng nha các bạn. Đó. Bây giờ nói tóm gọn lại là nó cũng rất dễ. Bây giờ khi các bạn để 500 như thế này, rồi các bạn dùng hai mối điện này các bạn câu vô trong cái mi mình hồi nãy tôi tháo cho các bạn xem đó. Để chút nữa mình làm cho thấy cho các bạn thấy rõ luôn. Đó. Thì mình câu vô mình hát thử coi nó hay hơn hay nó dở hơn. Nếu nó dở hơn thì mình sẽ đảo đầu lại. Đảo lại như thế này các bạn, là đúng chiều nó. Bởi tại sao hồi nãy mình không có cưa cái đít nó ở ngoài xa như thế này, cưa đít ở ngoài xa như thế này mình nhét 500 vô nó tiện hơn, mà mình phải cưa sát gì? Tại mình cưa sát vô đó thế này đặng mình mới có chỗ đặng mình thử nó, mình thử coi nó đúng chiều nó hay không. Nó còn mình cưa xa trên này thì mình bỏ 500 vô cũng vẫn được, nhưng mình bỏ vô lỡ nó không đúng bề nó làm sao mình lấy ra. Đó. Vậy đó các bạn. Rồi giờ để mình test cho các bạn xem. Hello. 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 Rồi bây giờ mình nấu vô đây các bạn. Đây mình nấu vô mình test cho các bạn xem. Đó, hai cọng dây của cái đầu mic mình nấu vô với cọng dây của micro ở trong cái mạch micro. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ khi mà mình chưa độ 500 nè các bạn, mình alo cho các bạn xem nha. Hello. Hello. Mình la tiếng mình rất lớn nhưng mà nó cũng không lớn. Hello. 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 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình đổ 500 vô nha các bạn. Mình sẽ thấy nó khác biệt thế nào nha các bạn. Để thử coi nó đúng về đó không các bạn. Nó hơi đẩy ra hơi được. Rồi đúng rồi, về này rồi. Đó, các bạn thấy nó khác biệt. Hello. 1. Các bạn thấy bắt đầu nó khác biệt chưa? Hello. 1, 2. Các bạn thấy không? Mình đưa các bạn không thấy. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello. Rồi để mình lấy ra nè các bạn. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó các bạn thấy nó nhỏ lại. Đây mình để vô lại cho các bạn xem. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó các bạn nghe tiếng nó lớn hơn. Mà cái tiếng nó tiếng chép các bạn nghe 6, 5, 6. Đó các bạn nghe rất là hay không? Lấy ra là nó dở không có thấy liền. Đây mình lấy cho các bạn xem. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello. Làm lại cho các bạn xem lần nữa. Đây các bạn để tập này thôi nha các bạn. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Giờ để mình lấy cho các bạn xem. Hello. 1, 2, 3, 4. Tiếng rất là kém các bạn. Ok các bạn. Rồi vậy coi như là xong các bạn. Ở đây cái chỗ quan trọng thì nói lại một lần nữa nha các bạn. 500 phải để đúng cực nó. Nếu mà các bạn để sai cực nó thì nó sẽ bảo hòa từ. Nó sẽ hát còn thua như lúc mình chưa độ nữa. Hát thua như vậy nữa. Thua nguyên mẫu nữa. Đó. Tức là bây giờ mình đã bề này là đúng đó nè các bạn. Tức là mình để vô sao mình nghe cái tay mình nó hơi đẩy nhẹ nhẹ hơi ra là đúng bề đó. Mà nếu mà để vô mà nó gị vô quá mạnh như thế này là không đúng bề đó. Là không đúng nha các bạn. Còn hai nữa các bạn làm dốt thì các bạn cứ để hai đầu. Cứ để đầu này rồi thử. Thử âm thanh nghe coi nó lớn không, nghe coi nó hay không, rồi mình chở đầu này lại đó, thì đầu nào hay thì mình đầu đó là đầu đúng. Rồi khi đã đúng rồi thì các bạn để vô, các bạn làm sao cho nó đẹp lại, đánh chắc cú rồi đang để vô cái micro, chứ không lẽ mình để lòng thòng vậy phải không. Thì đây có một giải pháp các bạn, đây là ống nước, ống giảm 27 giảm lại 21 ha. Rồi các bạn sẽ cưa nó bớt đi, nên bên này nó dài quá, các bạn cưa bỏ 1 cm ở trên này, 1 cm bỏ dưới này, 1 cm các bạn đút vô đây, đút vô như thế này, nó vừa nghiến như thế này luôn. Rồi các bạn đổ xi măng vô đây là khi cho máu dây điện nó ló lên nha các bạn, tại vì máu dây điện này hơi cục, mình chưa cưa nó hơi cục á, thì mình đổ xi măng vô đây. Khi nó chết rồi nó sẽ như thế này nè các bạn. Đây đây cái đầu mình đã làm xong, các bạn thấy không, rất đẹp và rất cứng. Khi các bạn đổ keo vô rồi thì ở đây nó dính cứng ngắc lại luôn, rồi đổ xi măng vô. Nhưng mà các bạn nhớ trước khi các bạn đổ xi măng hay đổ keo thì các bạn phải quan trọng cái chỗ cái mấu dây điện nãy nha các bạn, mấu dây điện chỗ mình chỉ nè. Các bạn phải đổ keo nến ở đây trước để cho nó bít lại, để thôi nước nó theo cộng dây điện này nó sẽ chảy lên trên cái mặt này, nó chảy lên trên cái màn rung ở trên này là nó sẽ keo nó sẽ dính vô màn rung là nó sẽ hư hoặc giả là nó không hay nha các bạn. Rồi bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn mua các bạn, rất là dễ. Cái này các bạn mua trên Shopee, Sen Đỏ hay Lazada đều có các bạn. Đây đầu tiên mình vô, đầu tiên mình vô Google các bạn. Đây đầu tiên các bạn vô Google, các bạn gõ chữ đầu Microsure Shopee. Bây giờ gõ chữ Shopee cho nó lên sản phẩm của ở shop của Shopee. Đây các bạn thấy chữ Shopee không? Đây thấy chữ Shopee không? Cái này Lazada. Đây các bạn đẩy qua Lazada. Lazada là đa số, tại vì Lazada nó quảng cáo dữ lắm các bạn. Cái này là Google quảng cáo cho nó nè. Nó khi mình bấm trên Google thì nó sẽ hiện đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô đại một cái shop nào đó đi, miễn đầu micro là được, không cần giống của mình. Rồi mình bấm vô mình sẽ từ từ mình kiếm. Bây giờ bấm vô rồi các bạn, bấm vô Shopee nè. Đó, nó sẽ dẫn mình vô cái trang của Shopee. Nhưng bây giờ mình không mua những cái đầu này, thí dụ mình không mua những cái đầu này thì mình sẽ kéo lên. Mình sẽ kéo lên, ở dưới đây nó có là sản phẩm tương tự hay hoặc giả là có thể bạn cũng thích. Đó, mình kéo lên như thế này thì nó có vô số luôn. Đây, các bạn nhìn thấy có thể bạn cũng thích không? Nó có thể bạn thích, tức là nó gợi ý cho mình. Gợi ý cho mình là mình đang kiếm cái đầu micro, thành ra bây giờ nó gợi ý cho mình là đây là đầu micro không là. Thì tùy các bạn chọn lựa mẫu mã và giá cả hợp lý hay là cái shop nào đó thì các bạn chọn. Đây cái đầu này giống đầu mình là thấy không các bạn, chỗ người ta tôi chỉ nè, đó giống cái đầu mình mua không. Đây cái đầu của mình mua đây giống ịt không, các bạn thấy không đó. Nhưng ở đây nó để là có chữ nha các bạn, nhưng mà cái này là mình mua về là nó không có chữ, nó không có cái hiệu, cái dòng chữ gì. Thì các bạn tới đây thì các bạn tùy chọn, các bạn lựa cái nào bán rẻ các bạn mua. Đây như cái shop này nó bán 27.000 đó, bán 27.000 thứ của mình mua. Thì giờ các bạn đẩy tiếp rồi có shop khác nữa nè, nó bán 25.000 đó. Thì các bạn xem cái đánh giá của nó coi nó bán được số lượng nhiều ít mà các bạn mua. Nói chung là các bạn xem cái shop nào nó uy tín ngon lành thì các bạn mua, chứ còn ở đây mình không có chia sẻ cái link để cho các bạn mua, tại vì chuyện làm ăn của người ta mình không muốn làm vậy. Bây giờ tại vì mình không có quảng cáo cho ai hết, thì bây giờ các bạn cứ lên, các bạn thấy cái shop nào uy tín mà hợp với các bạn thì các bạn mua. Chứ thí dụ mình giới thiệu cho các bạn mua cái shop này thì mấy cái shop kia người ta bán không được, người ta bán chậm, tội nghiệp người ta. Thì giờ tùy các bạn. Thì mình thì cái tấm lòng mình là vậy đó. Đó các bạn, đơn giản hay sao các bạn. Rất là nhiều đầu micro đó. Thiện tất cả các loại đầu, tất cả các loại giá. Rồi
Và tới đây là cái phần là mua ở trên mạng thì đã xong. Bây giờ tới phần này nữa đó các bạn. Nãy mình cũng quên nói các bạn, tại sao mà mình phải chế vô trong cái ống giảm của cái co nước. Ống giảm là 27 giảm xuống 21. Tại vì ở đây nó cái đầu nó thì cũng vừa với cái đầu này, còn cái đầu nhỏ của nó thì vừa với cái lỗ của cái micro, coi như là gắn vô cái micro mẫu nào cũng được hết. Nó vừa, rất là vừa dặn, tức là nó vừa với cái này nè các bạn. Nó hai thằng này nó bằng nhau rồi các bạn. Thằng này bằng này. Đó. Cho nên mình mới chế thằng vô cái ống giảm của ống nước này. 27 giảm là 21. Để mình xài cho nó ok. Đó các bạn thấy không? Đây mình làm đổ xi măng cứng ngắc này, mình xài biết đời nào hư đó. Rồi video đến đây thì rất dài các bạn. Thì chắc có lẽ là đến lúc mình phải nói lời chia tay với các bạn. Nhưng mà trước khi chia tay thì các bạn nào chưa đăng ký kênh, thích kênh mình thì đăng ký cho mình một đăng ký và một like nha các bạn. Để mình sẽ gặp lại trong những video sau. Chào các bạn, cảm ơn các bạn.